chào các bạn. Bolivia có tên chính thức là nhà nước đa dân tộc Bolivia. Trước khi có tên chính thức hiện giờ thì quốc gia này có tên là Cộng hòa Bolivia. Theo như 5 phút tôi tìm hiểu thì Bolivia có nghĩa là vùng đất của Bolivar, và nó được đặt nhằm tôn vinh Simón Bolívar, nhà lãnh đạo quân sự người Venezuela, một trong những tướng lĩnh vĩ đại nhất trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Nam Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 19. Dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, nhân dân các quốc gia như Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama và Peru đã lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, giành được độc lập. Vào những năm 2009, Cộng hòa Bolivia đã có những thay đổi về hiến pháp nhằm thừa nhận tính đa dân tộc và nâng cao vị thế của các dân tộc bản địa của quốc gia này, nên đã đổi thành nhà nước đa dân tộc Bolivia. Bolivia là một quốc gia không giáp biển và được bao bọc lần lượt bởi các quốc gia như Brazil, Paraguay, Argentina, Chile và Peru. Với diện tích là 1.098.581 km², Bolivia hiện là quốc gia lớn thứ 5 ở Nam Mỹ, và theo số liệu năm 2021, dân số của quốc gia này vào khoảng 11,96 triệu người. Trong đó, phần lớn dân số là người Metizo, cụ thể là những người lai giữa châu Âu và người bản địa, chiếm 68% dân số. Tiếp đến là người bản địa, chiếm 20% dân số, và phần còn lại là các dân tộc khác. Vào năm 2009, Hiến pháp Bolivia đã công nhận 37 ngôn ngữ chính thức tại quốc gia này. Tuy nhiên, phần lớn dân số của quốc gia này đều nói tiếng Tây Ban Nha, chiếm khoảng 75% dân số. Tiếp đến là tiếng Quechua, một ngôn ngữ bản địa, sử dụng bởi 21% dân số. Và ngôn ngữ phổ biến thứ ba là tiếng Aymara, chiếm 15% dân số. Nhìn chung, có thể chia Bolivia thành 3 vùng địa hình chính. Đầu tiên là vùng núi và cao nguyên, chiếm 28% diện tích của Bolivia. Được biết, dãy núi Andes là dãy núi chính ở Bolivia. Với chiều dài hơn 7.000 km, Andes chính là dãy núi dài nhất thế giới, gồm một chuỗi liên tục chạy dọc theo bờ Tây lục địa Nam Mỹ. Tại khu vực phía Tây Bolivia, dãy Andes phân thành hai dãy núi nằm song song với nhau là dãy Cordillera Oriental và dãy Cordillera Occidental. Cụ thể, Cordillera Occidental là nhánh ở phía Tây của dãy núi Andes và trở thành biên giới tự nhiên giữa Bolivia với Chile và Peru. Đây là dãy núi bao gồm nhiều núi lửa đã tắt. Trong đó, núi lửa Nevado Sayama với độ cao là 6.542 m so với mực nước biển chính là điểm cao nhất của dãy núi này, đồng thời cũng là điểm cao nhất của Bolivia. Được biết, Sayama là một ngọn núi lửa dạng tầng có đỉnh bị băng tuyết bao phủ và không rõ lần phun trào cuối cùng của nó là lúc nào. Ngoài ra, Sayama còn là một phần của vườn quốc gia Sayama. Đây là công viên quốc gia lâu đời nhất ở Bolivia, có diện tích hơn 1.000 km² và là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật như linh dương, lạc đà, alpacas. Còn Cordillera Oriental là một nhánh phía đông của dãy núi Andes. Đây là một dãy núi đá granite quanh năm bị phủ tuyết. Trong đó, đỉnh Nevado Illimani cao 6.438 m so với mực nước biển chính là điểm cao nhất tại dãy núi này. Tại khu vực còn có nhiều sông băng, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến cho các sông băng ở đây biến mất nhanh hơn dự kiến. Điển hình trong số đó phải kể đến sông băng Chacantaya. Theo đó, nằm cách thủ đô La Paz khoảng 30 km, Chacantaya từng được biết đến là sông băng cao nhất Nam Mỹ và là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của cộng đồng dân cư ở làng Botilaca, dùng để uống, nấu nướng và tưới tắm cho mùa vụ cũng như những con gia súc của mình. Không những thế, Chacantaya còn từng là một địa điểm nghỉ dưỡng, trượt tuyết, thu hút khách du lịch bậc nhất Bolivia. Nhưng vì biến đổi khí hậu, lượng tuyết và băng tan chảy quá nhanh đã khiến dòng sông băng 18.000 năm tuổi này thu hẹp và chỉ còn 22 hectare vào năm 1940 và tan dần cho tới khi hoàn toàn biến mất vào năm 2005. Hai dãy Cordillera Oriental và Cordillera Occidental được ngăn cách bởi một cao nguyên rộng lớn có tên là Altiplano. Nhìn chung, cao nguyên này có bề mặt tương đối bằng phẳng với chiều dài khoảng 800 km và chiều rộng khoảng 130 km, nằm ở độ cao từ 3.650 đến 3.800 m so với mực nước biển. Tọa lạc tại phía bắc của cao nguyên này là một thắng cảnh thiên nhiên vô cùng nổi bật, đó chính là hồ Titicaca. Theo đó, Titicaca được biết đến là hồ nước cao nhất thế giới khi nằm ở độ cao 3.800 m so với mực nước biển. Ngoài ra, với diện tích là 8.300 km², Titicaca cũng là một trong những hồ nước lớn nhất thế giới. Được biết, phần phía tây của hồ thuộc về Peru, còn phần phía đông thuộc về Bolivia. Hồ Titicaca có nhiều đảo, trong đó có 4 đảo lớn gồm Uros, Taquile, Amantani và Isla del Sol, còn gọi là đảo mặt trời, có diện tích khoảng 21 km². Isla del Sol được cho là nơi khởi nguồn của nền văn minh Inca rực rỡ ở Nam Mỹ trước đây.
Theo người dân Bolivia, hồ Titicaca là nơi cư ngụ của vị thần sáng tạo Viracocha, vị thần quan trọng bậc nhất trong huyền thoại Inca, là người trị vì mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, cũng như thời gian của con người. Ngoài hồ Titicaca, thì một địa điểm thu hút khách du lịch không kém, đó là Sala de Uyuni, nơi được mệnh danh là cánh đồng muối lớn nhất thế giới, với diện tích lên đến 10.582 km2. Được biết, cánh đồng muối này được hình thành do cao nguyên Altiplano, không có cửa thoát nước. Vì vậy, khi bốc hơi nước dưới ánh mặt trời khắc nghiệt, lớp muối và canxi sunfat vẫn còn sót lại trên mặt đất, cùng với gió. Nhưng lượng muối ở đây liên tục biến đổi theo thời gian. Người ta ước tính rằng có thể có tới 5 tỷ tấn muối ở đây. Vì thế, dù mỗi năm khai thác tới 25.000 tấn muối, thì con số đó cũng không thấm vào đâu. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng những đàn lạc đà không biếu, thong dong dạo bước. Và nếu may mắn, vào tháng 11 hàng năm, du khách sẽ được tận mắt thấy được nhiều loài hồng hạc về đây cư trú. Tiếp theo là vùng bán bình nguyên, chiếm khoảng 13% diện tích lãnh thổ. Được biết, đây là dạng địa hình mang tính chất chuyển tiếp giữa cao nguyên và vùng đất thấp, với độ cao trung bình khoảng 2.500 m so với mực nước biển. Tại đây, các dãy núi bị chia cắt bởi các thung lũng lớn và các con sông đã bồi đắp vào các thung lũng này từ những quả đồi xung quanh, tạo thành một loạt các ốc đảo màu mỡ, phì nhiêu. Ngoài ra, đây cũng là nơi có khí hậu ôn hòa và lượng mưa dồi dào nhất cả nước, nên nơi đây vô cùng phù hợp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây cũng chính là nơi sản xuất cà phê, trà, trái cây nhiều nhất so với các khu vực khác trên cả nước. Cuối cùng, chiếm tới 59% diện tích của Bolivia chính là vùng Los Llanos. Đây là tên gọi chung của các vùng đất thấp ở Bolivia với độ cao trung bình dưới 400 m so với mực nước biển. Theo đó, với mặt bằng chung của các quốc gia trên thế giới thì độ cao 400 m cho thấy khu vực này là khá cao. Tuy nhiên, so với những khu vực còn lại của Bolivia thì đây được coi là vùng có địa hình thấp nhất cả nước. Khu vực này có nhiều sông ngòi chảy qua và có tính đa dạng sinh học vô cùng cao. Các con sông lớn ở đây có thể kể đến như sông Mamoré, sông Beni. Khu vực rộng lớn này được bao phủ bởi nhiều khu rừng nhiệt đới thuộc lưu vực Amazon. Và 5 phút tôi đã có một video về lưu vực Amazon. Bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể tìm để xem lại nha. Nằm giữa những cánh rừng mưa nhiệt đới, công viên quốc gia Madidi được biết đến là một trong những khu vực đa dạng sinh học bậc nhất Nam Mỹ với diện tích khoảng 18.130 km2. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt cùng cao độ thay đổi rõ rệt mà Madidi đã trở thành công viên đặc biệt nhất thế giới với 3 kiểu khí hậu khác nhau là khí hậu nhiệt đới vùng thấp, ôn đới ở độ cao trung bình và khí hậu lạnh ở đỉnh núi phủ tuyết. Nhờ vậy, hệ sinh thái ở đây cũng vô cùng đa dạng với đủ các loại từ rừng đến sông suối, đầm lầy, thác nước, thậm chí cả những lớp băng vĩnh cửu. Bên cạnh đó, hệ động vật sinh sống ở đây cũng vô cùng đa dạng, quý hiếm, có thể kể đến như chim tua can, thần ưng Andes, chăn cây Amazon, báo đốm, khỉ tì tì. Tuy nhiên, ẩn sau những cảnh sắc tuyệt đẹp là những loài cây kịch độc. Do đó, các nhà chức trách luôn khuyên cáo du khách không nên đi một mình hoặc chạm vào bất kỳ loài thực vật nào tại vườn quốc gia Madidi vì có thể gây ngứa, rát da, chóng mặt. Thậm chí, nếu không may bị một vết xước trên da, bạn cũng có thể bị đe dọa tính mạng vì có thể bị nhiễm ký sinh trùng nhiệt đới. Nhìn chung, do có địa hình đa dạng nên khí hậu của Bolivia thay đổi theo độ cao, từ ẩm ướt và nhiệt đới đến bán hoang mạc và lạnh. Theo đó, tại vùng núi cao, sự tương phản về nhiệt độ và lượng mưa phụ thuộc nhiều vào độ cao tại khu vực đó. Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ khoảng 7 độ C đến 11 độ C, đôi khi lên tới 16 độ C vào ban ngày. Nhưng nhiệt độ vào ban đêm lạnh hơn nhiều và xuống dưới mức đóng băng trong mùa đông. Trái ngược hoàn toàn, khu vực bán bình nguyên có khí hậu ôn hòa hơn với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 16 đến 20 độ C. Bên cạnh đó, lượng mưa trung bình hàng năm ở đây cũng tương đối dồi dào là 1.350 mm. Còn ở vùng đất thấp thì có khí hậu nóng hơn với nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 23 đến 25 độ C và có lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.000 đến 1.800 mm. Bolivia, một trong những quốc gia nghèo ở Nam Mỹ. Ngành nông nghiệp chiếm khoảng 15% GDP của Bolivia. Các loại cây trồng chủ yếu tại Bolivia là lúa mì, khoai tây, đậu nành, cà phê, cam, chuối. Ngoài ra, người dân cũng chăn nuôi bò sữa và cừu để kiếm thêm thu nhập. Một điều đặc biệt là cây coca, một loại cây được sử dụng để sản xuất cocaine. Một chất ma túy dạng kích thích có khả năng gây nghiện lại được trồng hợp pháp tại đây. Loại cây này đóng vai trò quan trọng trong truyền thống bản địa và được coi là biểu tượng văn hóa của Bolivia. Bolivia chính là quốc gia hiếm hoi trên thế giới có bảo tàng dành cho cây coca, nằm tại thủ đô La Paz. Đó chính là Coca Museum. Được biết,
Bolivia là nước sản xuất cocaine lớn thứ ba thế giới. Bolivia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Các loại khoáng sản có thể tìm thấy tại đây là antimon, chì, đồng và lithium. Mỏ El Mutun tại vùng Santa Cruz là một trong những mỏ có trữ lượng quặng sắt lớn nhất Bolivia và trên thế giới. Theo ước tính, mỏ này có khoảng 40 tỷ tấn khoáng sản các loại, trong đó chủ yếu là sắt. Hiện khí đốt tự nhiên là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Bolivia qua các quốc gia láng giềng là Argentina và Brazil. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Bolivia, sản lượng khí đốt của Bolivia hiện ổn định ở mức 42 triệu mét khối trên ngày. Vào đầu tháng 2 năm 2022, chính phủ Bolivia tuyên bố đã phát hiện trữ lượng khí đốt mới tại giếng Margarita 10 do tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha vận hành. Tại một trong những mỏ khí đốt tự nhiên chính của đất nước là mỏ Margarita, Hohaya. Được biết, giếng này dự kiến sẽ cho sản lượng khai thác khoảng 8.500 đến 10.000 tỷ mét khối tự nhiên và tạo ra nguồn thu hơn 260 triệu USD mỗi năm cho Bolivia. Nhìn chung, dù sở hữu những tiềm năng để phát triển kinh tế thế, nhưng nền kinh tế Bolivia vẫn còn nhiều hạn chế do chi phí sản xuất cao và thiếu đầu tư. Những trở ngại dai dẳng bao gồm cơ sở hạ tầng, giao thông yếu kém và vị trí không giáp biển của đất nước hạn chế phát triển kinh tế. Ngoài ra, tham nhũng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nền kinh tế Bolivia trì trệ. Và hiện tại Bolivia vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất ở Nam Mỹ. Trong số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Bolivia là 39,76 tỷ USD và có GDP bình quân đầu người là 3.324 USD. Bolivia là quốc gia đặc biệt có tới 2 thủ đô. Về hành chính, Bolivia được chia thành 9 vùng. Và điều thú vị chính là Bolivia là quốc gia Nam Mỹ duy nhất có tới 2 thủ đô. Và 2 thủ đô đều tọa lạc ở những vị trí cao so với mặt nước biển. Trong đó, La Paz là thủ đô chính của Bolivia, là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ Bolivia, cũng như là thủ phủ của vùng La Paz. Ngoài ra, La Paz còn được biết đến là thủ đô cao nhất thế giới, khi nằm ở độ cao khoảng 3.250 đến 4.100 mét so với mực nước biển. Với diện tích là 472 km2, đây là nơi sinh sống của khoảng 820.000 người. Do càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ càng giảm, nên nhiều du khách khi đến đây sẽ mắc chứng say độ cao, với những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Điều này có thể gây hại nhiều đến sức khỏe nếu ai đang có những vấn đề về tim mạch, huyết áp. Và không chỉ nổi tiếng thế giới về độ cao của mình, thủ đô La Paz còn có sân vận động Hernando Siles, được mệnh danh là sân vận động nguy hiểm nhất thế giới. Sở dĩ người ta nói như vậy là do đã có nhiều cầu thủ từ những đội tuyển quốc gia khác nhau liên tục phàn nàn về những điều khổ sở trong thời gian thi đấu. Nhiều người nói rằng ở trên sân rất khó thở, một số bị chóng mặt, một số khác thì bị nôn. Ngay cả các siêu sao bóng đá như Messi cũng đã từng phải thốt lên: thật đáng sợ khi chơi bóng ở đây. Trong khi đó, các cầu thủ Bolivia lại cảm thấy thoải mái và điều này thường giúp cho họ đánh bại các đối thủ có vị thế cao hơn. Tại thủ đô này còn nổi tiếng với nhà tù San Pedro, nơi được biết đến là còn sống thoải mái hơn ở nhà. San Pedro nằm ở khu vực trung tâm và là chốn dung thân của hàng nghìn phạm nhân. Tuy nhiên, cuộc sống bên trong San Pedro không giống như bất kỳ nhà tù nào khác trên thế giới, mà giống như một khu dân cư thu nhỏ hơn. Khi tù nhân không phải đối mặt với 4 bức tường giam nhàm chán mỗi ngày mà được làm việc, mua hoặc thuê chỗ ở và có thể đưa gia đình đến để sinh sống. Để có thể tồn tại trong nhà tù, họ đã làm việc, mở rất nhiều cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng và trao đổi cho nhau. Thậm chí, họ còn công khai sản xuất ma túy để kiếm sống. Ngoài ra, Bolivia còn nổi tiếng với con đường Dugas Road, vốn được mệnh danh là con đường nguy hiểm nhất thế giới, trải dài từ La Paz tới khu vực rừng nhiệt đới Amazon của phía bắc đất nước. Theo đó, nó được xây dựng vào những năm 1930 với chiều dài 70 km, nằm ở độ cao 3.660 m so với mực nước biển. Mặt đường chỉ rộng khoảng 3 m, bám theo trên núi mà không hề có sự che chắn, bảo vệ. Đã thế, mặt đường lại còn gập ghềnh. Đôi khi người ta buộc phải vượt qua những đường dốc thẳng đứng vô cùng đáng sợ. Chính vì thế, tai nạn giao thông ở đây không có gì là lạ. Mỗi năm, cứ có từ 200 đến 300 người thiệt mạng, cho dù họ đã đi với tốc độ rùa bò. Hai bên đường có khá nhiều thập tự giá nhắc nhở con người tai nạn chết người đang luôn rình rập. Tuy nhiên, con đường lại có sức cuốn hút kỳ lạ với những người ưa mạo hiểm. Các tay đua xe đạp rất thích thử sức trên con đường tử thần. Và trong vòng 5 năm qua, ít nhất đã có 18 tay đua xe đạp bỏ mạng tại đây. Cách La Paz khoảng 500 km, La Sucre, thủ đô lập hiến của Bolivia, nằm ở độ cao 2.810 m. Đây là nơi đặt trụ sở tối cao của Pháp viện đất nước và cũng là thủ phủ của vùng Chuquisaca. Thành phố có diện tích là 1.768 km2 và có dân số khoảng 370.000 người. Được biết, Sucre là thủ đô đầu tiên của Bolivia. Thành phố này được thành lập bởi người Tây Ban Nha vào năm 1538. Vào năm 1991, UNESCO đã công nhận thành phố lịch sử Sucre là di sản văn hóa thế giới.
Trong thời kỳ hưng thịnh, đã có rất nhiều công trình kiến trúc quan trọng được xây dựng tại thành phố này. Hầu hết các công trình được sơn màu trắng với mái nhà bằng đất sét đỏ. Một trong số những công trình tiêu biểu tại Sucre còn lại hiện tại cho đến ngày nay là nhà thờ chính tòa Sucre, hay còn được gọi là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Guadalupe. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1559 và được mở rộng, tu bổ liên tục trong suốt 250 năm sau đó. Kiến trúc của nhà thờ được xây dựng theo phong cách phục hưng kết hợp với Baroque. Nội thất bên trong của nhà thờ được thiết kế theo phong cách Gothic. Tại đây lưu trữ và trưng bày một bộ sưu tập tranh vô cùng quý giá của các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, nhà thờ còn trưng bày một số lượng lớn các đồ trang sức làm bằng bạc, vàng và đá quý có giá trị nghệ thuật cao. Hiện nay, nhà thờ chính tòa Sucre được sử dụng như một bảo tàng công giáo, mở cửa phục vụ khách tham quan, du lịch. Ngoài những địa điểm nổi tiếng, thì những phong tục, lễ hội có 102 tại Bolivia cũng hấp dẫn nhiều du khách không kém bởi sự độc lạ, rùng rợn của nó. Lễ hội đầu tiên chắc sẽ khiến nhiều người lạnh gáy vì nó quá rùng rợn, đó chính là lễ hội trang trí hộp sọ người chết. Vào đầu tháng 11 mỗi năm, người Aymara bản địa ở vùng cao nguyên phía tây Bolivia sẽ trang trí hộp sọ của những người đã qua đời bằng hoa, mũ. Người Bolivia tin rằng mỗi người có 7 linh hồn, trong đó hộp sọ có chứa một linh hồn. Họ tin rằng linh hồn bên trong hộp sọ có thể chăm sóc người còn sống, bảo vệ họ khỏi bệnh tật, tai nạn. Việc trang trí hộp sọ là một cách thể hiện lòng biết ơn đến linh hồn trú ngụ bên trong. Sử dụng hài cốt của chính thành viên trong gia đình sẽ có ý nghĩa hơn. Mặc dù ngành công nghiệp trộm mộ khủng khiếp đã mọc lên vì lễ hội này để cung cấp những hộp sọ bị đánh cắp cho những người tham gia có nhu cầu. Đây có lẽ cũng là phong tục độc đáo và rùng rợn bậc nhất trên thế giới mà không quốc gia nào khác sở hữu như Bolivia. Ngoài ra có thể kể đến lễ hội độc lạ đánh nhau với mẹ thiên nhiên Pachamama. Theo những người dân ở thị trấn Macha hẻo lánh của Bolivia, cách tốt nhất để xoa dịu mẹ thiên nhiên là lập nhóm để cùng tham gia các cuộc ẩu đả tay đôi với những kẻ đến từ làng bên. Lễ hội này đã được tổ chức hàng trăm năm với niềm tin rằng máu đổ sẽ thu hút một vụ thu hoạch bội thu vào mùa sau. Tại đây, đồ uống, âm nhạc và các màn khiêu vũ là những gì bạn có thể thưởng thức khi theo dõi màn đánh đấm theo nghi thức truyền thống này. Và đó là tất cả những thông tin về Bolivia, một quốc gia sở hữu vô vàn những điều thú vị. Các bạn cảm thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại bình luận xuống dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.